Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Rồi Để Bàn Về Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử: Hoa hậu Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh sinh vào ngày 17 tháng 5 năm 1976, là doanh nhân, người mẫu, diễn viên và là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Thông tin cá nhân: Tên đầy đủ Hà Kiều Anh. Ngày sinh 17 tháng 5 năm 1976, nơi sinh Hà Nội. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hoa hậu Sinh viên Thế giới năm 1993, Top 5 Hoa hậu Sinh viên Thế giới năm 1993. Về chỉ số cơ thể, số đo 85-61-88, chiều cao 1m74. Hà Kiều Anh sinh ra tại Hà Nội nhưng quê gốc ở Thừa Thiên Huế. Hà Kiều Anh là cháu ngoại của ông Vương Quốc Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội ông Hà Văn Lầu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Cha của cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, con trai của nhà ngoại giao nổi tiếng Hà Văn Lầu. Mẹ của cô là nữ doanh nhân Vương Kiều Anh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Anh. Bà Vương Kiều Anh tốt nghiệp khoa vô tuyến điện của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1977. Năm 1981, khi 5 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Bà Vương Kiều Anh đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh sống. Mẹ của cô xin dạy ở trường Đại học Kiến trúc. Sau đó một thời gian thì chuyển sang làm ở bưu điện. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong lần thứ 3 vào ngày 20 tháng 9 năm 1992 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Cô là Hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước tới nay của cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Khi đó, Hà Kiều Anh 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, cô đã tham gia đóng một số phim, gần đây là bộ phim Lối sống sai lầm. Hà Kiều Anh là một hoa hậu dính vào khá nhiều vụ scandal. Năm 2003, cô được nhắc đến nhiều trên báo chí vì liên quan đến vụ buôn lậu điện thoại di động của công ty Đông Nam của chồng cũ Nguyễn Gia Thiểu. Năm 2004, cô kiện khách sạn Sài Gòn Phú Quốc số tiền 20.000 USD. Bị chụp ảnh hở ngực khi đóng phim Lục Vân Tiền cùng với diễn viên Mỹ Uyển. Hà Kiều Anh từng kết hôn với đại gia Nguyễn Gia Thiểu. Năm 2007, Hà Kiều Anh đã kết hôn với một doanh nhân tên Huỳnh Trung Nam, là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương OCH, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt. Ông còn là lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Matala từ ngày 21 tháng 9 năm 2001. Huỳnh Trung Nam từng có một đời vợ và con trai riêng. Tính đến nay, cô đã có con với ông Nam, hai con trai và một con gái. Bé trai cả tên Vương Khang, bé thứ hai tên Vương Khôi và con gái út của cô tên Huỳnh Vi An. Con trai riêng của chồng cô tên Huỳnh Nhật Minh, sinh năm 1992. Hiện gia đình cô đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Với các bộ phim mà Hà Kiều Anh tham gia: Người tình trong mơ năm 1992, trước khi cô đăng quang Hoa hậu, một trích đoạn trong phim này bị quăng lên mạng như một đoạn phim tươi mát. Đẹp Mướn năm 2005, Áo lụa Hà Đông, Ván cờ tình yêu năm 2007, Hạnh phúc có thật năm 2009, Đại gia đình năm 2009-2010, Lối sống sai lầm năm 2010, Con gái vị thẩm phán năm 2014. Khối tài sản gây choáng ngợp của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Hoa hậu Việt Nam năm 1992 tin rằng gia sản đồ sộ chỉ là phù du, vì hôm nay nhiều, ngày mai có thể mất đi. Hà Kiều Anh cùng Trương Ngọc Ánh và Ngô Mỹ Uyển là bộ ba hoa hậu giàu nhất Việt Nam, song đủ sức so giàu với Ngô Mỹ Uyển thì chỉ có Hà Kiều Anh. Xuất thần từ dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, Hà Kiều Anh từng là tiểu thư sống trong nhung lụa ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vì bố mẹ chia tay, cô theo mẹ vào Nam khi chỉ mới 3 tuổi. Thậm chí vì bị say xe mà mẹ cô bị ăn cắp toàn bộ số tiền mang theo. Từ một tiểu sư đài các, Hà Kiều Anh phải tập làm quen với cuộc sống thiếu thốn, khổ cực. Cô đi làm thêm đủ thứ nghề từ nhỏ, làm nhang, thừa khuyết,
dệt len, đan lồng đèn để phụ mẹ. Mỗi bữa thường chỉ có cơm trắng chan nước lá, bữa sung túc hơn thì có thêm quả trứng luộc chia đôi. Năm 1992, Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu, cô có nhiều thuận lợi trong hoạt động nghệ thuật. Song Hà Kiều Anh vẫn chủ động đi theo con đường kinh doanh bất động sản từ rất sớm. Dường như cô sở hữu nhạy cảm đặc biệt với công việc xây và trang trí nhà cửa. Khi hoàn tất, cô ướm được giá và bán ngay. Nghe ở đâu có đất đẹp, hoa hậu lại chạy đến cân nhắc, suy tính, đầu tư từng chút. Cứ như vậy, cô dần có những thành công nhất định, tích lũy được tài sản riêng cho bản thân mình. Chồng trước của Hà Kiều Anh là đại gia Nguyễn Gia Thiểu, song cuộc hôn nhân ngắn ngủi này sớm kết thúc. Chồng sau cũng là ông xã của cô hiện tại, ông Huỳnh Trung Nam, một doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Từ năm 2003 tới nay, ông Nam làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn. Đây là một tập đoàn đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập từ năm 2003. Tập đoàn này đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng. Chồng của Hà Kiều Anh, ông chủ tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản. Công ty của ông sở hữu nhiều công ty con, trong đó có kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ở tuổi 40, nhan sắc của Hà Kiều Anh vẫn đẹp mặn mà, cuộc sống viên mãn, có chồng giàu, con ngoan, cùng chồng quản lý khối tài sản nghìn tỷ. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, Hà Kiều Anh cho rằng tiền bạc chỉ là phù du, hôm nay nhiều nhưng trong tích tắc có thể mất. Gia đình Hà Kiều Anh sở hữu một căn penthouse ở phố biển Vũng Tàu, có diện tích 500m² với nội thất sang trọng, thiết kế theo phong cách của hoàng gia. Căn hộ này có 2 tầng, cả 4 mặt đều hướng ra ngoài biển. Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm đẹp tinh xảo, vàng và trắng là hai gam màu chủ đạo của căn penthouse này. Nội thất hoàn toàn theo gu của phương Tây cổ điển. Song đó vẫn chưa phải là đối tượng mà công chúng thường ca ngợi như ngôi nhà đẹp nhất showbiz Việt, vì nơi mà gia đình Hà Kiều Anh đang sống là một căn biệt thự rộng 500m², tọa lạc tại khu biệt thự quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bất cứ ai ghé thăm dinh thự này đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp xoa hoa của nó. Một số chuyên gia nhà đất ước tính tổng giá trị căn biệt thự này khoảng 400 tỷ đồng. Sau một lần trò chuyện với báo chí, Hà Kiều Anh đã phủ nhận về thông tin này. Những không gian chính trong ngôi nhà mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng song vẫn mang đậm dấu ấn nét văn hóa Việt.